Theo các bạn, tại sao phải spa đường ruột? Bởi vì với Hoa, spa đường ruột đó chính là sức khỏe. Đây chính là cửa ngõ đầu tiên để cơ thể khỏe mạnh. Và nguyên nhân khiến cho đường ruột của chúng ta bị bẩn, những người nào có những cái nguyên nhân sau thì nên spa đường ruột nhé. Thứ nhất, chế độ ăn nghèo nàn dinh dưỡng. Thứ hai, căng thẳng thường xuyên. Thứ ba, uống rượu bia quá mức. Thứ tư, lạm dụng thuốc kháng sinh. Thứ năm, mất ngủ kéo dài. Thứ sáu, lão hóa và nhiễm khuẩn.